Theo tin của hãng thông tấn AP, một tay đua xe đạp quyết định đạp xe hơn 5.000 cây số từ Saudi Arabia đến Nga để xem các trận đấu tại World Cup năm nay. Cổ động viên Fahd Ibrahim Al Hanan, 38 tuổi, kết thúc hành trình 75 ngày, bắt đầu từ thủ đô của Saudi Arabia đến Moscow, Nga, 2 ngày trước ngày khai mạc World Cup. Vận động viên xe đạp cho biết đây chính là hành trình vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình và cho biết quốc vương của Saudi Arabia là người ủng hộ và tài trợ chuyến hành trình này.